tinsoc.tv, kênh tin tin thể thao bóng đá, là sản phẩm thông tin về các sự kiện thể thao trong nước và nước ngoài, tỷ lệ cá cược các trận bóng hay, thông tin nhận định trước trận bóng, vân vân. Trận đấu tâm điểm của vòng 17 Serie A sẽ là một cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa AS Roma và Inter Milan. Người hâm mộ bóng đá Ý sẽ được chứng kiến màn trình diễn giữa AS Roma đá với Milan vào hồi 18:30 ngày 10 tháng 1 năm 2021. Nhận định AS Roma đá với Inter Milan là trận đấu cực kỳ quan trọng bởi kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của mùa giải. Phong độ đầy thuyết phục của cả hai đội trong thời gian gần đây báo hiệu đây là một bữa tiệc bóng đá đầy kịch tính và không thiếu phần hấp dẫn. Với thực lực vượt trội, rõ ràng Inter Milan được đánh giá cao hơn trong trận đấu sắp tới. Nhận định đội Inter Milan ở vòng đấu gần nhất tại Serie A, Inter đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-2 trên sân nhà của Sampdoria. Trận đấu mùa này đã cắt đứt mạch 8 chiến thắng liên tiếp của họ và bỏ lỡ cơ hội để vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng khi mà vào rạng sáng hôm sau, AC Milan đã phải thua Juventus với tỷ số 1-3. Tuy nhiên, cần nhớ rằng Inter khi phải thi đấu xa nhà ở mùa này không hề là một đối thủ dễ chơi. Cụ thể, trong trận đấu với Sampdoria nói trên là thất bại đầu tiên của họ sau 8 trận đá trên sân khách kể từ đầu mùa này. Inter Milan ở mùa giải này vẫn thị uy sức mạnh vượt trội của mình trước các đối thủ. Hiện tại, đoàn quân huấn luyện viên Conte đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 36 điểm và chỉ kém vị trí số 1, khoảng cách 1 điểm rất là mong manh. Việc có một giai đoạn lướt đi vô cùng ổn định đang giúp cho Nerazzurri phần nào thể hiện được vị thế của mình. Theo thống kê ghi nhận, thầy trò huấn luyện viên Conte đang dẫn đầu thành tích ghi bàn ở xứ sở mì ống với 40 lần xé lưới đối phương. Giờ đây khi mọi thứ đang đi theo quỹ đạo thì Inter cần tiếp tục chuỗi thăng hoa của mình. Nhận định đội AS Roma, mùa giải năm nay AS Roma đã có sự tiến bộ hết sức vượt trội. Hiện tại đội chủ nhà cũng đang đứng ngay sau Inter Milan trên bảng xếp hạng với vị trí thứ 3 cùng 30 điểm có được sau 15 vòng đấu. Phong độ 5 trận gần nhất của thầy trò huấn luyện viên Paolo Fonseca là rất đáng khen khi có được 4 trận thắng và 1 trận thua. Với lối chơi tấn công rực lửa đã giúp họ có được 35 bàn thắng chỉ sau 16 trận. Tuy nhiên với sự sa sút của Juventus, chắc chắn đội chủ nhà đang rất mong muốn có được một vị trí trong top 4 để có được tấm vé tham dự Champions League. Tuy nhiên, phải tiếp đón một Inter Milan đang thăng hoa sẽ là thử thách vô cùng khó khăn cho AS Roma. Roma đã toàn thắng trong cả 3 vòng đấu vừa qua ở Serie A. Rộng ra hơn, thầy trò huấn luyện viên người Bồ Đào Nha mới chỉ để thua đúng 1 trận trong tổng số 7 trận đấu gần nhất tại giải bóng đá của Italia. Ngoài ra, sân nhà Olimpico cũng là một pháo đài tương đối vững chắc của họ ở mùa giải lần này. Điều đó được thể hiện qua thành tích bất bại của đội bóng thủ đô ở tổng cộng 11 trận đấu đã được đá kể từ đầu mùa. Mặc dù vậy, với hàng loạt gương mặt chủ chốt hiện đang phải dưỡng thương như Pedro hay Mirate, chắc chắn sức mạnh của đội bóng áo màu bã trầu sẽ giảm đi đáng kể. Soi kèo và nhận định AS Roma đá với Inter Milan. Inter Milan chấp 0,25 trái. Trong thành tích đối đầu, cả hai đội bóng này đang có thành tích ngang bằng nhau. Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình thì Inter Milan vẫn là một đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn so với AS Roma. Trong trận đấu này, qua mức chấp là 0,25. Cả hai đội đều có xu hướng chơi tấn công và sở hữu khả năng ghi bàn ổn định. Trong quá khứ, mỗi lần AS Roma và Inter gặp nhau đều có rất nhiều bàn thắng được ghi. Do vậy, trận đấu này cũng sẽ không ngoại lệ. Hồi giữa tuần, Inter Milan thua với tỷ số 1-2 trước Sampdoria. Nguyên nhân của trận thất bại này thì ai cũng đều rõ. Thiếu Lukaku, Inter phải để Sanchez đá penalty và cầu thủ người Chile đã hỏng. Nếu có Lukaku trên sân, anh sẽ đứng trước chấm 10m và Inter hứa hẹn sẽ có bàn thắng. Nên nhớ, cựu sao này của MU và Chelsea trước đó đã thực hiện thành công cả 10 quả penalty cho Nerazzurri trên mọi đấu trường. Thiếu Lukaku, các pha lên bóng của Inter Milan thiếu hẳn đi
tính trực diện và Inter cũng thiếu đi một cầu thủ có khả năng tì đè, làm tường và dứt điểm tốt. Thiếu Lukaku, Inter không còn là chính mình. Không phải ngẫu nhiên mà bàn thắng duy nhất của Inter Milan trước Sampdoria xuất hiện sau khi Lukaku vào sân. Trước đó, Inter cũng hòa 1 và thua 1 ở Serie A mùa này, khi cầu thủ 27 tuổi không có tên trong đội hình xuất phát. Bởi vậy, việc Lukaku trở lại đội hình xuất phát hứa hẹn sẽ giúp Milan tạo lên sự khác biệt bất chấp đối thủ là AS Roma. Cần nhớ rằng, trước khi thua Sampdoria, Inter đã thắng 8 trận liên tiếp tại Serie A. Điểm chung của chuỗi 8 chiến thắng ấy là Lukaku đã ghi 12 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Từ những phân tích nêu trên, kênh tin sốc nhận định câu lạc bộ Inter Milan nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng với mức kèo là 0.25. Người chơi lên đặt cửa cho đội khách Inter để có tỷ lệ thắng cao hơn. Video đến đây là kết thúc mất rồi. Mọi người hãy để lại ý kiến của mình về trận cầu này ở phần bình luận phía bên dưới. Nếu thấy video hay hãy cho mình một like và một theo dõi đăng ký kênh để nhận được những phân tích tỷ lệ cá độ ở các trận bóng nhé.